Bạn đang xem Người Đưa Tin TV. Thưa quý vị và các bạn, theo phản ánh của người dân đến đường dây nóng 0888882323 của truyền hình Người Đưa Tin Pháp Luật, từ lâu nay trên mạng xã hội xuất hiện clip mạo danh chương trình của Đài Truyền hình Hà Nội để quảng cáo thực phẩm chức năng viên uống tăng cân Tâm Tỷ Vương. Cụ thể, viên tăng cân Tâm Tỷ Vương là sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Vương Mộc An, có địa chỉ đăng ký tại số 5 phố Thọ Tháp, phường Dịch Vọng, văn phòng giao dịch tại số 9 lô 5B, khu đô thị mới Trung Yên, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Sản phẩm Tâm Tỷ Vương được sản xuất, gia công bởi công ty cổ phần dược quốc tế Tùng Lộc 2, có địa chỉ nhà máy sản xuất tại xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Từ năm 2018, trên mạng xã hội YouTube có phát một số clip trên kênh 24 giờ hỏi bác sĩ, phỏng vấn một số nhân vật như bà Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Viện Y học cổ truyền tỉnh Hòa Bình và ông Phạm Trung Thành, phó giám đốc công ty Vương Mộng An. Nội dung trong clip chủ yếu nói về tính ưu việt của loại thực phẩm viên uống tăng cân Tâm Tỷ Vương. Ngoài ra, kênh YouTube này còn có clip quảng cáo sản phẩm Mộc Trĩ Vương chuyên điều trị bệnh trĩ. Đây cũng là sản phẩm của công ty Vương Mộng An. Cùng với đó là hàng loạt các clip phỏng vấn các nhân vật, đưa ra ý kiến đánh giá và tông bốc về công dụng của các loại sản phẩm này. Tuy nhiên, hầu hết trong các clip này đều gắn logo của Đài Truyền hình Hà Nội, khiến cho nhiều người bị nhầm lẫn đây là một chương trình của nhà đài chính thống. Phóng viên đã liên hệ qua điện thoại với ban biên tập Đài Truyền hình Hà Nội để xác minh tính thực hư của clip này thì được biết. Đây là sự gian dựng giả mạo Đài Truyền hình Hà Nội. Hiện nay, nhà đài đang gửi khiếu nại lên cơ quan có thẩm quyền giải quyết, xử lý những hành vi giả mạo này. Đúng rồi, không hề có. Bên đài không có làm các video quảng cáo mà quảng cáo các thuốc tân dược hay là thuốc thực phẩm chức năng bạn nhé. Đây, bên này, bên đài đang làm rất là nhiều bên lấy tên của đài để làm những cái đấy mà đài khẳng định luôn là không phải của đài. Khoản 4, điều 70, nghị định 158/2013 được sửa đổi tại nghị định 28/2017 quy định như sau. Đối với hành vi quảng cáo thực phẩm dưới hình thức bài viết của bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế có nội dung mô tả thực phẩm có tác dụng điều trị bệnh, sử dụng hình ảnh, uy tín, thư tín của đơn vị, cơ sở y tế, nhân viên y tế, thư cảm ơn của bệnh nhân để quảng cáo thực phẩm thì bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng. Đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi trên, tránh cho người dân dính bẫy của đơn vị này mà tiền mất tật mang. Truyền hình Người Đưa Tin Pháp Luật sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc. Cảm ơn bạn đã xem Người Đưa Tin TV.